Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Việt Nam có vị trí cầu nối Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Vì vậy, hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai và Con đường có ý nghĩa thúc đẩy kết nối khu vực. Nhận định trên được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đưa ra tại phiên thảo luận chính sách với chủ đề Sáng kiến Vành đai và Con đường, chất xúc tác cho hợp tác và phát triển khu vực đang diễn ra tại Hồng Kông, Trung Quốc. Phiên thảo luận nằm trong chương trình Nghị sự Hội nghị cấp cao Vành đai và Con đường lần thứ 8 với chủ đề Kỷ niệm 10 năm sáng kiến Vành đai và Con đường do chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông tổ chức, với sự tham gia của các nhà lãnh đạo một số nước ASEAN, Trung Đông, châu Âu và đại diện các tập đoàn, tổ chức quốc tế. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 8 2023, các nhà đầu tư Trung Quốc đầu tư gần 4.000 dự án vào Việt Nam, với tổng vốn đăng ký đạt 26 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 6 trong tổng số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Riêng trong 8 tháng đầu năm nay, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký mới gần 2,7 tỷ đô la Mỹ. Về thương mại, Trung Quốc luôn là đối tác lớn nhất, thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Tại phiên thảo luận chính sách, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ, những năm vừa qua, Việt Nam đã thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, chiến lược về cải cách thể chế, phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Việt Nam cũng đang chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy nguồn lực và con người, tích cực thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao vai trò của Hồng Kông trong việc là cầu nối khu vực vịnh lớn gồm Hồng Kông, Thâm Quyến, Quảng Châu với Việt Nam. Các nước Đông Nam Á, nhất là trong các lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, hợp tác đầu tư, tài chính, thương mại, logistics và vận tải. Để sáng kiến Vành đai và Con đường tiếp tục là chất xúc tác cho hợp tác và phát triển khu vực thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề xuất Việt Nam, Trung Quốc và các nước trong khu vực tăng cường kết nối chính sách, tích cực trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm phát triển. Bên cạnh đó, các quốc gia trong khu vực cần đẩy nhanh phát triển, kết nối mạng lưới giao thông, nhất là mạng lưới đường sắt, đồng thời thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại, mở cửa cho hàng hóa, nông sản của các nước vào thị trường của nhau. Và để hợp tác BRI tiếp tục phát triển, đem lại những kết quả thực chất, bền vững, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng các nước phải cùng thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, bình đẳng, chân thành, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế. Đó là trách nhiệm của mỗi quốc gia và là nền tảng để đảm bảo môi trường hòa bình, tạo thuận lợi cho các nước trong khu vực cùng hợp tác phát triển. Sáng kiến Vành đai và Con đường BRI ra đời từ năm 2013 với mục tiêu thúc đẩy hợp tác, kết nối khu vực trên 5 lĩnh vực quan trọng là chính sách, giao thông, tài chính, thương mại và kết nối con người. Hợp tác Vành đai và Con đường giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước trong khu vực đang được tiếp tục triển khai trong bối cảnh mới, với những nét đáng chú ý như cách mạng công nghiệp 4.0 và các xu hướng phát triển lớn như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ. Tái sắp xếp chuỗi cung ứng ở khu vực và toàn cầu, tạo cơ hội gia tăng hợp tác giữa Trung Quốc với Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Kết nối kinh tế, mà trong đó kết nối thể chế, hạ tầng, kết nối con người là trọng tâm, đang trở thành xu hướng lớn của các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hội nghị BRI năm nay thu hút gần 6.000 quan chức chính phủ cấp cao, lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân đến từ gần 70 quốc gia và khu vực. Qua 10 năm hợp tác và phát triển, đến nay, BRI đã thu hút sự tham gia hợp tác của hơn 100 quốc gia và các tổ chức quốc tế. Hơn 3.000 dự án đã được triển khai trên toàn cầu với tổng số vốn gần 1.000 tỷ đô la Mỹ. Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho thấy, năm 2018, tổng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc đạt 100 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu là thị trường đầu tiên đạt con số kỷ lục này. Bước sang năm 2022, kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-Trung Quốc đạt 175,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,47%, trong đó xuất khẩu của Việt Nam đạt 57,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,18%, nhập khẩu đạt 117,86 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,63%. Nhập siêu của Việt Nam 60,17 tỷ đô la Mỹ. Trong 8 tháng năm 2023, Việt Nam đã xuất khẩu lượng hàng hóa sang Trung Quốc trị giá 35,79 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc là một trong số ít các thị trường xuất khẩu của nước ta duy trì mức tăng trưởng dương trong 8 tháng qua. Ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 68,13 tỷ đô la Mỹ, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc, tính theo quốc gia đơn lẻ sau Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Với Mỹ, trước thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát, Việt Nam là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 13 của Mỹ
với tổng kim ngạch thương mại hàng hóa đạt 75,7 tỷ đô la Mỹ năm 2019. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 61,35 tỷ đô la Mỹ và nhập khẩu đạt 14,37 tỷ đô la Mỹ. Xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ trong cùng năm 2019 đạt 46,98 tỷ đô la Mỹ, tăng 36,5%, 12,56 tỷ đô la Mỹ so với năm 2018. Đến năm 2020, mặc dù dịch Covid-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng thương mại song phương Việt-Mỹ vẫn tăng 19,8% so với năm 2019, đạt 90,8 tỷ đô la Mỹ theo Tổng cục Hải quan Việt Nam. Bước sang năm 2021, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng khoảng 248 lần, từ 450 triệu đô la Mỹ năm 1995 lên gần 113 tỷ đô la Mỹ năm 2021. Bất chấp đại dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp của chuỗi cung ứng bị đứt gãy, năm 2021 cũng là năm đầu tiên thương mại hai nước đạt mốc 100 tỷ đô la Mỹ. Năm 2022, thương mại song phương tiếp tục đạt kỷ lục với 123,7 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, Mỹ luôn duy trì vị thế thị trường xuất khẩu lớn thứ nhất của Việt Nam. Năm 2022, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,3 tỷ đô la Mỹ. Và trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ ước đạt 62,3 tỷ đô la Mỹ. Với kết quả này, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ trong 8 tháng qua ước đạt 53 tỷ đô la Mỹ. Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, từ năm 2015 đến nay, Trung Quốc liên tục tăng vốn đầu tư vào Việt Nam qua các năm. Mỹ có năm giảm vốn đầu tư, riêng năm 2017, vốn đầu tư từ Mỹ tăng mạnh lên đến hơn 868 triệu đô la Mỹ, cao nhất giai đoạn 2015 đến nay. Từ năm 2016, Trung Quốc liên tục lọt top 5 nền kinh tế đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. Khi dịch Covid-19 diễn ra, vốn đăng ký đầu tư không ít vào Việt Nam và luôn đứng ở vị trí thứ 3, thứ 4 trong các quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào Việt Nam. Năm 2020, vốn đăng ký từ Trung Quốc vào Việt Nam là 2,46 tỷ đô la Mỹ, năm 2021 là 2,92 tỷ đô la Mỹ, năm 2022 là 2,5 tỷ đô la Mỹ. 8 tháng năm 2023, trong 100 quốc gia đầu tư vào Việt Nam, Trung Quốc đứng thứ hai với gần 2,69 tỷ đô la Mỹ, chiếm 14,8% tổng vốn đầu tư, tăng vọt 90,8% so với cùng kỳ. Xét về số dự án, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án mới, chiếm 20,7%. Tính lũy kế, Trung Quốc vẫn đứng hàng thứ 6 với trên 25,5 tỷ đô la Mỹ. Tuy vậy, thứ hạng này đã được cải thiện đáng kể sau khi vốn đầu tư từ Trung Quốc gia tăng mạnh những năm gần đây. Đầu năm 2021, một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Material Handling and Logistics của Mỹ công bố có đến 43% doanh nghiệp Mỹ được hỏi cho rằng Việt Nam nằm trong top 3 điểm đến mà họ ưu tiên để tìm kiếm địa điểm đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Con số này tăng gấp đôi so với kết quả khảo sát hồi năm 2019. Trong năm 2022, Mỹ đã đầu tư vào Việt Nam khoảng 748,17 triệu đô la Mỹ với 91 dự án cấp mới, xếp thứ 8 trong tổng số các quốc gia đầu tư vào Việt Nam. Và trong 8 tháng đầu năm 2023, Mỹ có 72 dự án đầu tư vào Việt Nam, xếp thứ 13 trong các quốc gia có lượng vốn rót vào Việt Nam nhiều nhất. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.